Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một mã router rất là cao cấp của Cisco, thuộc phân khúc high-end, chuyên dùng cho các doanh nghiệp vừa và lớn như là những cái chi nhánh tập đoàn, tổng công ty hay là những cái khối tài chính ngân hàng hoặc là các cái công ty có nhiều chi nhánh. Đó chính là mã router Cisco C8003-1N1S-6T ở trước mặt mình đây. Mã này thì thuộc dòng Catalyst C8003 và sẽ thay thế cho cái dòng router cũ, đó là ISR4400. Còn mã này thì sẽ thay thế cho mã ISR4431. Router C8003-1N1S-6T này sẽ có giá thấp hơn khá nhiều và hiệu suất thì lại cao hơn tới khoảng 20 lần so với lại mã ISR4431 cũ khi mà chưa mua thêm license boot. Các bạn có thể nhìn vào cái bảng so sánh một số những cái thông số về hiệu suất cũng như là phần cứng của mã router C8003-1N1S-6T này thì nó vượt trội hơn hẳn so với lại mã ISR4431 cũ. Cho nên đây là một cái sự lựa chọn cực kỳ hợp lý để mà thay thế hoặc là mua mới. Còn bây giờ thì mình sẽ unbox cho các bạn xem bên trong thiết bị như thế nào nhé. Phụ kiện của thiết bị thì các bạn có thể thấy này, đây là một cái bộ rack mount kit để chúng ta bắt rack. Tiếp theo là một cái bộ ốc vít. Tiếp theo thì là hai cái dây nguồn và đây là dây nguồn AC nhé. Đây thì là thiết bị của chúng ta này, rất là nặng và chắc chắn. Về phần cứng thì router được trang bị CPU Intel X86 8 core với flash 8GB và mặc định thì RAM là 8GB và có thể nâng cấp lên tới 32GB. Khi mà doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng hệ thống, chẳng hạn như là mở thêm các cái văn phòng chi nhánh này và cần số lượng root nhiều hơn thì khi đó chúng ta chỉ cần làm một cái thao tác rất đơn giản, đó là nâng cấp RAM lên thì thiết bị sẽ đáp ứng được yêu cầu mở rộng hệ thống. Thiết bị sẽ có kích cỡ 1U và đây là thiết kế mặt trước của thiết bị này. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây có hai cổng USB, một loại thì là USB Type-C và một loại thì là USB 2.0, dùng để chúng ta copy các file cấu hình vào trong router hoặc là update các cái OS firmware mới, hoặc cũng có thể export các cái file cấu hình đang chạy trên router để làm backup. Bên cạnh cổng USB thì sẽ có hai cổng console, cổng trên thì là cổng RJ45 và bên dưới thì là cổng mini USB console. Bên trên thì sẽ là các cái đèn trạng thái của thiết bị như là đèn nguồn hay là đèn quạt. Ở phía bên này thì bốn cổng được ký hiệu 0123 này thì sẽ là bốn cổng Ethernet RJ45 1GB, và hai cổng bên cạnh được ký hiệu 4 và 5 thì là cái cổng quang SFP 1GB. Và tất cả 6 cái cổng này thì chúng ta có thể cấu hình làm cổng LAN hoặc là WAN đều được, linh hoạt tùy theo nhu cầu sử dụng. Tiếp theo thì đây sẽ là một slot NIM card để chúng ta cắm những cái card NIM vào với rất là nhiều tùy chọn linh hoạt khác nhau, như là các cái card LAN, WAN, 3G, 4G, LTE, 5G hay là card VoIP. Như ở đây thì đã được bundle sẵn một cái card, đó là CNIM 1X này rồi. Và card này sẽ hỗ trợ một cái cổng SFP 10GB. Ngoài ra thì chúng ta có thể cắm thêm các cái USB SSD storage 16GB, 32GB hoặc thậm chí là 600GB để chạy API hoặc là các ứng dụng chuyên nghiệp cho doanh nghiệp. Và trong trường hợp mà muốn sử dụng các chức năng của server thì chúng ta hoàn toàn có thể mua thêm những cái card OCS và cắm vào đây. Khi đó thì router sẽ được tích hợp cả chức năng của server giúp chạy những cái ứng dụng của bên thứ ba hoặc là những cái phần mềm ảo hóa. Bên cạnh slot NIM card thì sẽ là một cái slot để cắm service module và chúng ta có thể cắm thêm những cái card mở rộng lên tới 16 hoặc là 24 cổng tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng. Ở mặt sau của router thì các bạn sẽ thấy là hai bên có hai cái nguồn để mà dự phòng cho nhau. Và hai dây nguồn thì đã được bundle sẵn ở trong cái hộp phụ kiện của thiết bị rồi. Với nhu cầu sử dụng bình thường thì hai nguồn mặc định này đã là đủ rồi, không cần mua thêm. Nhưng trong trường hợp chúng ta cắm thêm nhiều line card hoặc là sử dụng nguồn PoE hoặc là thay thế nguồn hỏng thì mọi người có thể chọn mua các cái mã nguồn như trong bảng với các tùy chọn là 250W AC, 500W AC hỗ trợ PoE và 400W nguồn DC. Ở đây thì sẽ có một cái công tắc để bật tắt nguồn này. Còn ở đây thì sẽ là một cái cổng tiếp mát để đảm bảo an toàn về điện cho thiết bị trong quá trình sử dụng. Bên này thì sẽ là những cái mắt lưới tản nhiệt và quạt để hút gió từ bên ngoài vào và làm mát cho các linh kiện ở bên trong. Đây là một slot cắm pin card để dùng để chúng ta cắm thêm các module card 3G, 4G, LTE hay là 5G vào đây.
Về phần mềm thì router C8300-1N1S-6T có thể hoạt động với hai OS khác nhau và có thể chuyển đổi qua lại linh hoạt giữa hai OS. Thứ nhất là Autonomous Mode chạy iOS XE thì sẽ không hỗ trợ thêm tính năng SD-WAN, và thứ hai là Controller Mode chạy iOS XE SD-WAN thì sẽ hỗ trợ thêm chức năng SD-WAN dựa trên cloud. Với router ISR4431 cũ thì chúng ta chỉ có thể quản lý và cấu hình được dựa trên CLI hay là Telnet hay là SSH. Tuy nhiên, router C8300-1N1S-6T này thì chúng ta sẽ có thêm lựa chọn quản lý và cấu hình trên cloud nữa, rất là tiện lợi. Về performance thì throughput của router khi mà chạy ở chế độ Autonomous Mode không hỗ trợ SD-WAN thì nó lên tới tận 19,7 gigabit per second, và nếu tích hợp thêm tính năng SD-WAN thì throughput sẽ là 1,9 gigabit per second. Đây là mức throughput cực kỳ mạnh mẽ để mà sử dụng cho những doanh nghiệp vừa và lớn có quy mô trên 1.000 thiết bị và có nhiều văn phòng chi nhánh như là những cái khối ngân hàng tài chính hoặc là các cái tập đoàn. Về cách mua license của thiết bị thì đối với dòng ISR cũ có rất là nhiều dạng license khác nhau như là Performance License, Security, Voice hay là Boot v.v. và sẽ gây khó khăn cũng như là phức tạp cho cái việc quản trị và sử dụng license. Tuy nhiên, để đơn giản hơn thì mã router C8300-1N1S-6T nói riêng và dòng ở C8000 nói chung chỉ còn 3 dạng license chính thôi. Đó là Cisco DNA Essential, Cisco DNA Advantage và Cisco DNA Premier. Nhưng thường thì tại Việt Nam sẽ chỉ sử dụng hai license chính, đó là Cisco DNA Essential và Advantage thôi. Và để lựa chọn được license phù hợp thì chúng ta sẽ cần quan tâm đó là khi cần sử dụng các cái tính năng cơ bản như là IP Bay, Basic Security, cộng Headset, Routing Protocol, VIF Line, Multicast, NAT thì chỉ cần lựa chọn cái bản license Essential. Còn khi có những yêu cầu nâng cao hơn liên quan đến VoIP, Advantage Security, Advantage Networking, v.v. thì bắt buộc chúng ta sẽ phải lựa chọn bản license Advantage. Có một điểm lưu ý ở đây nữa, đó là khi mà sử dụng iOS XE và với các cái chức năng routing truyền thống không cần sử dụng tới SD-WAN thì chúng ta sẽ chỉ cần mua term license thấp nhất là 3 năm để tiết kiệm chi phí. Sau 3 năm thì sẽ không cần renew license. Nhưng nếu sử dụng iOS XE SD-WAN thì khi hết hạn license 3 năm hoặc 7 năm chúng ta sẽ cần renew license. Mình sẽ giới thiệu qua với các bạn về cấu trúc của một license DNA. Trong bất cứ license nào của dòng router C8000 thì sẽ có 5 trường thông tin khác nhau, dạng như là DNA-C hoặc là P-50M-E-A hoặc là P-3G. Đầu tiên, DNA là SKU của DNA license, bắt buộc phải có rồi. Trường thứ hai sẽ là phương thức quản lý. Chữ C có nghĩa là quản lý bằng cloud, còn chữ P thì có nghĩa là quản lý bằng on-prem. Nếu khách hàng chỉ muốn sử dụng các giải pháp như là router truyền thống, không sử dụng SD-WAN thì chúng ta có thể chọn mã chữ P và tự build hệ thống quản lý on-prem của riêng doanh nghiệp. Còn khi khách hàng muốn sử dụng thêm các dịch vụ cloud liên quan tới SD-WAN license thì chúng ta sẽ lựa chọn chữ C. Thì khách hàng sẽ được cấp tài khoản để quản lý trên nền tảng cloud của Cisco. Trường thứ ba sẽ liên quan tới bandwidth tier thì sẽ có các tùy chọn T0, T1, T2 và T3. Trường thứ tư là dạng license là Essential, Advantage hay là Premier. Và trường cuối cùng thì là thời hạn 3 năm hoặc 7 năm. Cách tính bandwidth tier thì sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng, các bạn có thể xem trong bảng. Thì mọi người sẽ thấy là băng thông aggregation tương ứng với từng tier từ T0 đến T3 chủ yếu sử dụng cho SD-WAN và IPsec. Vậy nên điều đầu tiên khi mà khách hàng chỉ có nhu cầu sử dụng các tính năng routing bình thường, không có nhu cầu hoặc là sử dụng SD-WAN rất ít thì các bạn chỉ cần chọn T0, đây là license tiết kiệm chi phí nhất. Còn nếu khách hàng có nhu cầu sử dụng SD-WAN và IPsec cao hơn thì chúng ta sẽ lựa chọn tier theo băng thông mong muốn của khách hàng. Cách tính thì mọi người nhìn vào bảng giúp mình. Ví dụ khách hàng sử dụng 3 đường truyền là MPLS 10 Mbps up downlink, LTE 6 22 Mbps up downlink và Internet 20 75 Mbps up downlink thì chúng ta sẽ cộng tất cả các thông số này lại, sau đó thì chia cho 2 rồi sẽ gióng ngược sang bảng phân chia các tier ở trên. Thì 75 sẽ tương ứng với T1, tương tự cho các trường hợp khác. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu nhanh cho các bạn những cái đặc điểm về thiết kế cũng như là những cái tính năng cơ bản nhất của router Cisco C8300-1N1S-6T. Link sản phẩm thì mình sẽ để bên dưới mô tả video cho bạn nào cần xem chi tiết thông số kỹ thuật nhé. Và nếu cần được tư vấn thêm về mã router này hay là bất cứ một mã nào khác của Cisco thì các bạn cứ liên hệ ngay với CNTT Shop để được hỗ trợ nhé. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình một like, share cũng như là subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.